Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể quý vị Phật tử xa gần kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta học về Kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 16. Thưa quý vị thì tôi cứ nghĩ là sáng nay là không nói chuyện nổi. Nhưng mà chắc cũng là nhờ chư Phật gia hộ. Tại vì ngày hôm qua trời mưa cả ngày, rồi lại khí hậu nó lại khó chịu. Chiều tối giảng xong rồi làm mấy lễ cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi các vị biết canh cho các cái đèn nó cháy cho nó hết, để rồi dẹp. Thì nó cũng kéo dài tới hơn 10 giờ. Vô rồi coi như là ngày hôm qua cũng không có tắm nổi nữa. Lạnh buổi tối thì không dám tắm. Tại vì ở một mình là nhiều khi mà buổi tối tắm khuya thì sợ có việc gì mình không có thể nhờ nhỏi được, không có thể gọi điện thoại được. Nó làm cho tôi nhức cái đầu cho tới nó đau cái đầu tới 2 giờ sáng. Làm còm thức dậy lấy một viên thuốc uống đại. Bởi vì tới cái tuổi phải là tận dụng các vị thấy không? Nói thì đi thì nói chứ rồi mà tới cái tuổi cũng phải dùng thuốc rồi đó. Cố gắng lắm là khi nào đặc biệt lắm mới uống thuốc. Mà bây giờ tới cái tuổi phải coi như tiếp tục vay mượn. Uống viên thuốc vô ngủ được cho tới 4 giờ rưỡi thức dậy nó thôi, để ghi trên mạng là thông báo là bữa nay huynh đệ mình nghỉ đi. Nhưng mà sợ nói bị bệnh thì quý Phật tử lại lo, cứ hỏi thăm mà mắc công phiền thôi, nó để cũng ráng nói vài tiếng nói cho các vị an tâm, là mượn cớ nó là sức khỏe giờ không gì, nhưng mà tại ngày hôm qua thức khuya vừa canh các cái đèn cúng sợ nó cháy nhà mà. Nhưng mà không ngờ sau 4 giờ rưỡi rồi cái thôi nằm lại một chút, 6 giờ thức dậy thấy khỏe khỏe lật đật rồi quyết luận rồi giờ bây giờ giảng đây. Như vậy là báo cho Phật tử là đây là Phật lực gia hộ cho tôi có sức khỏe rồi đó. Cái bộ Kinh A Di Đà chúng ta hôm nay là học cái kỳ thứ 16 và chúng ta cố gắng là một kỳ nữa, hai là hai kỳ nữa thôi là cho dứt điểm bộ Kinh A Di Đà. Như vậy thì sau khi dứt điểm bộ Kinh A Di Đà thì chúng ta gom trở lại học cho nó xong cái chứng đạo ca và chuẩn bị cái tư tưởng để mà học Kinh Pháp Bảo Đà. Như vậy thì các vị cũng cảm thông cho tôi là nội trong tuần này là chúng ta xong cái bộ Kinh A Di Đà. Rồi bắt đầu mình học về chứng đạo ca thì như vậy một tuần chỉ cố gắng là gói gọn lại để cho tôi có một chút cái thời giờ tôi học một số học cho cá nhân mình. Để rồi chuẩn bị chúng tôi có cái vấn đề là thi quốc tịch cho nó xong. Vậy mà nói gì nói chứ cái đó là cái chuyện trọng yếu. Tại vì khi có quốc tịch thì chúng tôi thoải mái mà đi các cái quốc gia, các cái châu lục để mà tiếp tục cái công trình. Nếu ai cần thì mình cũng hết lòng cống hiến. Chứ còn thật chất ra thì bây giờ sống nay chết mai mình cứ mỗi 10 năm vậy rồi mình renew cái thường trú nhân của mình thì cũng không sao. Cứ vậy cứ 10 năm thì tới năm thứ 9 thì mình sinh lại. Rồi mình cũng tự do đi lại chứ không phải khó khăn chi, nhưng mà thôi tuổi trẻ thì cố gắng. Tôi báo cho huynh đệ biết như vậy thì nội tuần này chúng ta cố gắng kết thúc về Kinh A Di Đà. Đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, tôi có vài lời nhắc nhở cho quý Phật tử, bởi vì cái trách nhiệm của một vị hướng dẫn, thì những vị đang nghe tôi hướng dẫn đó là coi như là huynh đệ, là học trò, đã chấp nhận bằng lòng nghe thì nó là nhất nhật di sư, bán nhật di sư, hay là nhất tự di sư, bán tự di sư. Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy, một ngày cũng thầy, nửa ngày cũng thầy. Thì có những cái điều gì tôi cần nhắc nhở thì các vị nên hoan hỷ mà suy nghĩ rồi lắng nghe rồi thực hành. Cái điều mà tôi muốn nhắc nhở các vị về vấn đề phước đức đó mà. Về cái vấn đề mà bố thí. Bố thí của chúng ta, nếu chúng ta tu cái hạnh Bồ Tát là cái bước đầu tiên của Bồ Tát hạnh, đó là vấn đề bố thí. Nhưng mà muốn cho thành tựu được cái Bồ Tát hạnh, nó là phải bố thí ba la mật. Bố thí mà đạt tới cái chỗ mà gọi là vô úy thí, và cái chỗ không có ngăn ngại, thì bố thí như vậy mới có cái phước. Còn ở trần đời này tôi thấy nhiều vị bố thí, nhưng mà thật chất ra thì không có phải bố thí ba la mật. Rồi thành ra cái vấn đề bố thí của chúng ta nó trở thành ồn ào, rồi lắm khi nó trở thành mất cái phước đi. Thay vì mình làm để cầu có cái phước. Cái phước là bây giờ mình có điều kiện dư chút ít hay là dư nhiều dư ít chỉ biết, có nghĩa là mình có điều kiện, rồi mình lấy cái điều kiện đó mình san sẻ cho những người kém may mắn hơn mình, thì là cái điều rất tốt. Cái điều này đối với tinh thần đạo Phật tiểu thừa cũng như đại thừa đều trân trọng, đều kính quý, đều nhắc nhở Phật tử. Mà đối với lòng nhân, đối với con người thì xưa nay ông bà mình nói là lá lành đùm lá rách. Mà dân tộc Việt Nam thì còn có câu là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay hoặc cái câu là bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Vì cái câu nói của ông bà đó mà các vị biết tôi rất trân trọng, tôi trồng ở phía sau tôi bây giờ thì nó mới nhú nhú lên là bầu và bí đao á, là bầu là bí đao, bí đây tôi nói bí đao mà chứ bí rợ mà trồng vàng là nó sập cái vàng vì nó nặng quá, nó đứt cái sợi dây à, cho nên bí đây là bí đao á. Vì vậy mà tôi trồng cái vàng của tôi ở phía sau á, tôi ươm giống cái mầm á, là bí đao và bầu chung một vàng. Là tại vì tôi nhớ cái lời của ông cha mình như vậy, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Vì vậy mà bầu với bí hai cái thứ hợp rồi tôi trộn chung, là tôi gieo chung một 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 chỗ, thì nó lên như vậy thì nó cùng leo lên cái vàng đó, nó cùng là sinh hoạt với nhau trên một cái vàng dây leo đó. Cho nên cái lời của ông bà mình nói, vì lý do đó tôi làm cái gì đó. Tôi thì con người thô thiển, con người thẳng thắn, thậm chí mạnh bạo, nhưng mà đối với cái tấm lòng đối với người trước thật sự là tôi kính quý. Nếu cái lời nào hay ý đẹp tôi trân trọng, cho nên tôi trồng cái vàng bầu vàng bí chung. Nhưng mà bí đây tôi nhắc lại là bí đao chứ không phải bí lợ, bí rợ. Bí rợ thì không thể trồng vàng được, bị trồng vàng cái trái nó bự, nó nặng. Thì một là cái vàng nó yếu thì nó sập. Thứ hai là cái sợi dây nó không thể đủ cái khả năng tải được cái trái của nó. Cho nên bí đây là bí đao. Trả lời cái vấn đề các Phật tử bố thí, nếu là Phật tử, còn nếu người đời thì thôi, mình người đời thì vô số kể mình không nói được, mà mình nói cái Phật tử đã là bố thí thì hãy cố gắng bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí mà mình không có toan tính.
Thậm chí mình không thấy mình là người thi và không thấy người nhận của thi. Các vị biết cuộc đời có những người họ khổ lắm, nhưng mà vì cái sĩ diện, có nhiều khi sĩ diện, chứ thật chất ra bản thân cũng như gia đình họ rất khổ. Tôi nhớ hồi tôi ở dưới quê, hồi ở xưa mỗi lần ở Sài Gòn cho 100-200 phần quà đem về quê, nhiều khi á lúc đầu không biết cái gì mình cũng phải coi như là cầu cầu cái danh mà báo làng báo xã, rồi mình báo thôn báo ấp, rồi mình báo cho tổ để mà đi để tìm những người nghèo khổ, họ tới họ nhận quà. Có khi mình cứ mình làm như vậy mà mình không để ý rằng cái người xung quanh của mình nhiều khi cho món quà, thấy Phật tử ở trong nhà họ đứng họ phanh tay họ dòm mình cho miếng quà, mà quay trở lại thấy họ thèm chảy nước miếng. Nói cái câu thì nó hơi quá trớn, có nghĩa là họ họ nghĩ rằng phải chi họ được cái món quà đó đó, họ đem về họ khoe với chồng với con, à bữa nay tôi đi chùa chùa cho tôi được món quà. Cho nên tôi nói các huynh đệ, đã là người chấp nhận đứng sắp hàng đưa tay để nhận một cái phiếu nhận món quà là người ta đã chấp nhận quên cái sĩ diện của người ta rồi. Thì các huynh đệ đừng có hà cớ gì cái người đó con trai nhà giàu, hai người đó ăn mặc sang trọng, hai người đó chạy xe xịn mà tao tới tao nhận quà. Cái vấn đề này tôi nghe đầy cái lỗ tai tôi từ khi hồi tôi mới có 17 tuổi, lúc mà tôi ở Sài Gòn. Hồi lúc đó tôi mới về Sài Gòn năm 92, 93 đó. Bắt đầu tôi về Sài Gòn, cái tới bắt đầu tôi đi làm việc từ thiện năm 17, 18 tuổi. Bắt đầu là tôi thích đi làm từ thiện năm 94, 95, 96 gì tôi quên rồi. Có nghĩa là trong giai đoạn từ năm 92 cho tới năm 2000. Được, vì tôi xuất thân từ nhà quê mà, cho nên được Phật tử thấy tôi dẫn về những cái vùng quê mà cho quà vậy đó. Trời, người Sài Gòn họ thích lắm. Họ thích về những cái vùng quê, thứ nhất là cho quà những cái vùng quê sâu thì người nghèo họ họ trân trọng, họ lại họ cảm ơn tha thiết, họ thiết điều mà lại để họ nhận quà vậy đó. Cái điều thứ hai là tại vì giờ những quê nó có những cái món đặc sản nhà quê, cho nên cái những người Sài Gòn họ đã sống cái cảnh đô thành họ mệt mỏi rồi, họ có những cái chuyến công tác từ thiện ở quê họ mừng lắm, họ cảm thấy họ đi giống như họ xả stress vậy. Cho nên lúc cái thời gian đó đó thưa các vị là làm từ thiện rất là vui. Nhưng mà đau khổ là không có lần nào mà phát quà mà đi làm từ thiện về mà cái lỗ tai tôi không nghe đầy á. Bắt đầu trên xe người này bàn nói, sao mà mình cho quà vậy chứ có những người đáng thương, mà có những người sao mà họ chạy xe Honda lại họ nhận, họ đeo mắt kiếng, có những người họ đeo vàng đầy ở trên họ lại họ nhận, vân vân và vân vân. Nghe đầy cái lỗ tai sau một cái chuyến công công tác từ thiện rồi leo lên xe đi về, từ ở quê mà về tới Sài Gòn. Rồi về tới Sài Gòn bắt đầu người này bàn tán người kia xôn xao cả tuần cả tháng sau, cho tới cả chuyến đi lần sau cũng nghe đầy cái lỗ tai. Mình cho người ta có một phần quà nó không đáng là bao, rồi mình hãy quên đi các vị à. Người ta đã chấp nhận, người ta các vị biết người nhà quê đã gọi là nhà quê á, thì thành thật sự mà nói đại đa số là trình độ người ta không có học cao. Mình bây giờ ta mới ở quê tội nghiệp người ta, nói như vậy không có nghĩa là tôi chê người nhà quê dốt nát, nhưng mà đại đa số người ta không có được học cao. Người ta cứ nghĩ rằng đi nhận quà cũng phải ăn mặc cho đẹp, cho nên người ta có cái bộ đồ nào đẹp người ta cũng mặc nó đi nhận quà hết á. Đó là sự thật, bởi vì cái suy nghĩ của người nhà quê người ta chất phác, người ta thiệt thà lắm. Cho nên người ta nhận quà, không lẽ người ta ăn mặc mà nó rách rưới te tua, mặc đồ đi cấy thì ta gần người Sài Gòn, người ta ngại. Cho nên người ta coi cái bộ đồ ăn hỏi ăn cưới của người ta đó,
người ta là ta mặc dù ta sang trọng, người ta lấy nhận quà thì cũng bị mình nói. Rồi tội nghiệp lắm, có nhiều người á, họ quên đi, làm có bao nhiêu vàng giả, vàng xề hoặc là vàng tha, vàng xì, vàng mà họ đeo hết rồi, họ nghĩ là cho nó sạch sẽ rồi họ lại họ nhận quà cho cái người Sài Gòn, họ cảm tình, họ nghĩ nhiều cái dại dột lắm, nhiều cái chân thật lắm. Mà mình cho phần quà mà mình dòm từ ở trên dòm tới dưới, rồi mình coi coi người ta thế này thế kia. Cho nên thưa các vị, rốt cuộc cái phần quà đó không có ý nghĩa gì hết. Tội nghiệp người nhận họ cũng xốn sang, mà người cho cũng không có phước. Cho nên tôi sống ở Mỹ rồi, tôi cũng thưa thật với các vị, không phải cái gì tôi cũng khen ở Mỹ. Chính bản thân tôi cũng đi nhận quà nè. Tôi tập cho mình hạ cái bản ngã của mình. Các vị biết có những nhà thờ ở Mỹ á, là các cái nhà thờ á, họ có những cái nhóm từ thiện, họ đi xin những cái đồ mà sắp sửa mà nó hết hạn sử dụng á, ví dụ còn một tuần nữa đang sử dụng, thì những cái siêu thị, những cái chợ á, họ bỏ ra, họ cho, rồi tội nghiệp những cái người tín hữu của nhà thờ họ mới đem về, họ mới làm lại cho nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ, rồi họ vô từng bịch họ cho. Các vị biết họ cho bằng một cái sự rất là vui vẻ. Họ không hề kỳ thị là mày là thấy mày là như đờ măng là ông thầy chùa hay gì không có. Họ thấy họ trân trọng, họ cười, họ vui vẻ. Họ không hề nhìn từ trên tới dưới coi mình ăn mặn sao. Đã chấp nhận đứng sắp hàng xin là họ chấp nhận, họ cho. Thí dụ như họ cho cái khả năng của họ, bữa đó họ đi xin là họ phát ra là 200 phần, thì cứ sắp hàng vậy, nếu mà tới phần 201 hết thì thôi. Còn nếu phát phiếu cũng vậy, ai tới nhận phiếu là họ cho. Cho nên tôi tha thiết với các tín đồ Phật giáo của mình, tôi nói riêng về Phật giáo thôi đó. Đã là mình làm từ thiện thì mình không nên nhìn từ đầu cho tới gót chân. Người ta đến, người ta xin, đó là người ta đã hạ mình rồi. Mình nhắm mình cho được thì mình cho không được thì thôi. Chứ đừng có mà rồi chửi bới, rồi mạ lụy tội nghiệp đó. Thế gian người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận. Các vị đâu có biết rằng có những người bên ngoài họ cười tươi, cái miệng như hoa, cái mặt rạng rỡ như vậy, mà trong lòng họ có những cái niềm nỗi khổ, niềm đau mình không thể chia sẻ được. Có những người bề ngoài họ ăn mặc sang trọng như vậy, nhưng trong túi của họ không có một đồng, rất là khó khăn, mình không thể hiểu được. Cho nên cái đại đa số người Phật tử chúng ta cứ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, cho nên chúng ta cứ hết cái sai lầm này tới cái sai lầm nọ. Cho nên tôi thường hay nói các thầy cũng vậy, các thầy ở nhà quê đó, hãy nghĩ lại xung quanh mình bao nhiêu tín đồ người nhà quê là họ đã khó khăn rồi. Cho nên nếu như ở Sài Gòn có biếu những cái phần quà thì nên nhìn trong cái Phật tử mình trước. Đó. Vì vậy mà mình đừng có cầu danh cầu vị để mình lấy điểm, mình lấy công gì hết á. Mình làm với một cái tâm của mình. Cho nên tôi các vị biết là khi mà tôi từ hồi ở nhà quê cũng vậy cho tới khi qua Mỹ cũng vậy. Luôn luôn ai cho quà là tôi luôn luôn trân trọng những người nhà quê mà những Phật tử xung quanh. Bởi vì cái thời gian đó các vị biết là một năm như vậy tôi cũng không làm nhiều. Cứ ai cho một tấn gạo, hai tấn gạo, tôi nói thẳng một tấn gạo là 500 đô. Nếu cho thì tôi làm dùm, tôi thêm phụ vô. Thành ra thí dụ, đó bây giờ mấy cái năm mà làm từ thiện đó, các vị mà biết tôi trên mạng về cái nào thầy ở cái xóm của con á, còn nghèo lắm. Thầy có thể giúp đỡ được dùm cho cái địa phương con muốn xin thầy mấy chục phần quà. Nếu ai cho là tôi sẵn sàng cho. Rồi các vị cứ làm, không cần nói tới tên ai hết, nhưng mà cho tôi hình ảnh để tôi muốn đăng, để hay là tôi gửi cái người cảm ơn. Rồi tôi nhờ cái người mà cho quà đó, nếu như cho được với cái giá tiền, cái giá trị mà gửi về được qua cái đường
bưu chính hay là đường gửi tiền về Việt Nam là tôi cho địa chỉ gửi ngay, làm biết bao nhiêu cái lợi ích cho người. Nhưng mà rồi vì cái thế chính trị chính em, rồi cái nó nói tôi là gửi tiền về để tôi nuôi con cộng sản, tôi nuôi cán bộ, tôi làm lợi ích cho chính quyền Việt Nam này kia, nó quýnh tôi tùm lum ở trên mạng vậy. Cái thành ra một năm nay tôi không có làm hết luôn, cả mới vừa ngày lễ Viết Quan Âm vừa qua, biếu mấy trăm phần quà mà tôi không hề đăng trên mạng gì. Cái đó là do một người Phật tử ở Canada họ ủng hộ cho 2 tấn gạo. Tôi nói à, thôi vậy thì cô gửi đó, là tôi cũng đưa địa chỉ gửi trực tiếp, gửi về trực tiếp, rồi bên này huynh đệ cho tôi thêm 10-20 đô, rồi tôi hùng tôi bỏ tiền đi làm của tôi ra nữa, mấy trăm chai dầu xanh này kia vậy thôi. Thì các vị biết đó là không không mất qua ai, cho nên tôi không có đăng lên mạng. Ý tôi nói vậy, có những cái việc làm của mình bố thí phải ba la mật, tôi nhắc nhở chư huynh đệ vậy. Cho nên tôi không, lúc này tôi không có xem tin tức gì cả, nhưng mà tôi thấy trên mạng Facebook cái nào đăng cái cậu nào đó rồi đi tới để nhận quà, rồi ta không cho. Thật sự ra 1-2 ký gạo nó không có giá đáng chi. Người ta đã chấp nhận, người ta đứng, người ta xếp hàng, người ta vô nhận, thì mình không có chuyện gì không cho. Nó không có giá đáng tới mức độ mà phải thiệt hại gì. Cho nên làm như vậy tôi thấy rất là buồn. Buồn cho cái xã hội, cho con người. Cái tầm nhìn nó không có được thoáng. Vì vậy mà nó trở thành giống như độc tài, giống như kỳ thị, giống như phân biệt. Như vậy thì mình bố thí nó không có lợi ích gì bao nhiêu. Đó cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, nếu như làm việc từ thiện, làm việc bố thí thì không nên nhìn bề ngoài của người ta. Thậm chí người ta có gạt mình, người ta tới ta nhận một phần quà thì nó cũng không giá đáng chi, thưa các vị. Chừng nào mà người ta làm mà cho nó thiệt hại lớn lao cho mình, cho người, thì lúc đó mình hãy lên tiếng, mình hãy la lối lên. Còn đằng này 1-2 ký gạo hay là 100-200 ngàn, thậm chí một món quà trị giá 300 ngàn, bây giờ tôi thấy Việt Nam biếu quà cao nhất là một món quà trị giá về vật chất ấy, thì gạo thì 120, đường mì thì 80 ngàn một thùng là 200, rồi cho 1 ký đường, cho 1 bịch bột ngọt, cho 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 ký muối, 1 keo chao, 1 bịch mắm gì đó. Thì tôi thấy là đại đa số phần quà vật chất là điều như vậy. Mà các vị biết có người làm từ thiện á, thật sự họ đi so đo từng đồng. Mua mì á, thì phải mua mì gần hết đát. Rồi mua mì phải mua cái hộp mì mà loại nó sản xuất rẻ rề. Nó thành ra những công ty từ thiện nó biết cái tâm lý của cái người từ thiện Việt Nam á, thay vì nó sản xuất những cái loại mì mì mà gọi là bán không chạy vì rẻ, để nó sản xuất cho những người làm từ thiện. Nước xì dầu, nước tương cũng vậy. Nước tương mà ăn được á thì ví dụ như giá khoảng 5 ngàn, nước tương mà nó sản xuất ra để cho người làm từ thiện giỏi chừng 1,5 ngàn à. Rồi mua cái số đại trà, mua cái coi như là về nó mặn lè, nó chỉ là muối với nước màu không trong đó tội cho người ta. Mình làm thì mình làm cho cái chân thành. Đây tôi nói tôi cũng sám hối là hồi xưa tôi cũng cũng có làm như vậy rồi đó, thưa các vị. Bởi vì mình muốn rẻ để mình kêu gọi nó dễ. Ví dụ là Phật tử cho thầy 100 chai nước tương nghe. Cái hỏi vậy thầy, nước tương nhiêu vậy thầy? Cái đâu dám nói nước tương 5 ngàn chai, nó nước tương 1,5 ngàn chai à cô. Ô sao thì rẻ quá, thôi con cho thầy 200 chai nữa cơ. Trời ơi đó, nhưng mà thật sự tống cho những người nghèo họ ăn. Rồi những cái nhà sản xuất họ mượn, họ cũng phải nương theo, họ uống theo như vậy. Mà họ làm cho cái người càng nghèo thì nó sanh ra bệnh tật. Cho nên nghèo nó mắc cái eo. Nó nghèo nó khổ là như vậy. Cho nên tất cả chúng ta là người con Phật, đã là người con Phật thì bất cứ chúng ta làm cái gì, tôi nhắc các vị cũng phải lấy lương tâm lương tri. Mình giúp cho người ta để đưa cho người ta hiện tại, cho người ta được an lạc và tương lai, cho người ta vơi cái nỗi khổ niềm đau.
chứ đừng có mình giúp cho người ta hiện tại cho người ta an lạc mà tương lai cho người ta tới bệnh tật là không nên. Cho thì cho đồ phải ngon, phải phải ăn cho nó đừng có bệnh tật còn đát, hoặc là đồ nó phải đừng có quá chất nhiều. Mình thì mình ăn mình sợ quá chất, mình sợ hết đát, mà mình đi mua những cái đồ mà coi như hết đát mình đem mình cho tội nghiệp. Cho nên người nghèo ta lãnh đủ hay sao? Ta nên đã ta nghèo rồi mà ta còn bị khốn khổ nữa hay sao? Cho nên vì vậy mà tôi khuyên tất cả huynh đệ đây, một lòng của tôi chân thành, mình không làm thì thôi, mình làm thì làm bằng một cái tấm lòng rộng mở, chứ không phải làm một bằng một tấm lòng chỉ mới vừa phát sinh thôi, không nên. Đó là tôi nhắc nhở cái vấn đề từ thiện. Tôi tha thiết như vậy, đó là trách nhiệm một ông thầy, một đàn anh, một người sư huynh, một người hướng dẫn đạo, là tôi nhắc nhở, thà chúng ta đừng làm nó phải rõ ràng. Rồi bây giờ huynh đệ mình bắt đầu vào học đạo, bữa nay kỳ thứ 16 Kinh A Di Đà. Phật dạy tiếp rằng: Xá lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thiết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. Này Xá lợi Phất à, ta thấy cái lợi như thế cho nên ta nói như thế. Nếu chúng sanh nào nghe nói thế rồi thì nên phát nguyện sanh sang nước kia. Đức Phật dạy cho Xá Lợi Phất, cho tôn giả Xá Lợi Phất rằng Đức Phật thấy cái lợi như thế cho nên Phật mới nói. Mà nếu chúng sanh nào nghe cái điều Phật nói đó thì nên phát nguyện sanh vào cõi nước kia. Có nghĩa là chúng ta làm sao bằng mọi cách chuyển hóa cõi ta bà trong tâm não của ta, cải thiện cái nghĩ, cái hành động để xây dựng thành ra cõi cực lạc ngay chính trong nội tâm mình, đời sống chính mình và người thân mình. Cho nên cái hiểu lầm là như vậy. Hiểu lầm là Đức Phật giới thiệu cảnh giới cực lạc Phật A Di Đà, Phật biểu là ta thấy cái lợi như thế cho nên ta mới nói như thế, thì các ngươi nên mà phát nguyện sanh vào cõi nước kia. Thế thì mình a thùng hù, mình phát nguyện bỏ ta bà để mình chạy qua cực lạc. Chúng ta thử suy nghĩ coi, nếu như chúng ta ở cõi với ta bà này mà ta không cải thiện cái nghĩ của mình, mà cái nghĩ của mình á, mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình nghĩ vớ vẩn, mình nghĩ một lời người ta nói thôi nó đưa vào đầu của mình, lời người ta nói nó không có nhẹ, không có nặng mà nó nhẹ nhàng à, mà mình đưa vào đầu của mình rồi mình nghĩ vớ nghĩ vẩn, rồi mình nghĩ nó cao xa, nó nặng nề, mình rồi mình trở thành mình bực bội, mình cao có, mình khó chịu. Hoặc là mình thấy người ta đi ngang mình á, ta đi ngang lỡ có đụng không sao, nhưng mà rồi người ta mình nghĩ rằng nó ghét mình cho nó cố tình nó làm như vậy đó, cái con đó rồi mình sẽ trả đũa thế này thế kia. Mình cái gì mình cũng khó chịu, cái gì mình cũng bực bội, cái gì mình cũng cao có, cái gì mình cũng nghĩ xa vời như vậy đó, mà mình đòi mình bỏ cái cõi này mình chạy qua cái cõi kia mình sống, thì mình qua cõi kia mình cũng vậy thôi à. Cho nên giáo lý đạo Phật rất rõ ràng, mình phải cải thiện cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động mình ngay bây giờ và ở đây. Thì nếu như mình cải thiện cái hành động, cái lời nói, cái ý nghĩ mình ngay bây giờ ở đây mà cho nó thuần thục rồi á, thì nó từ cái chỗ đó mà nó trở thành an lạc. Rồi mình có tới cái cõi nào đó mà gọi là an lạc thiệt thì nó cũng không có bị động chúng. Còn ở đây mà mình đi tới chùa, mình tụng Kinh Di Đà hàng ngày, mình niệm Phật in ỏi và mình vừa cởi cái áo mình ra thôi là bắt đầu: Ê bà, hồi nãy tôi đang tụng kinh, tôi suy nghĩ, tôi nói, tôi hỏi bà nè. Bà kia bà nói xấu tôi vậy đó, bà nghĩ sao? Bà có không? Tôi làm gì bà nói xấu tôi? Trời ơi, các vị nghĩ coi. Rồi vậy rồi đi qua cõi cực lạc thiệt á, cõi cực lạc mà nếu như có cái cõi riêng đó thì cũng gây lộn vậy hay sao? Mà đã nói rằng, đã là gọi là chữ cõi nước thì có cõi nước nào mà gọi là chỉ vui hoàn hảo, không có điều khổ đâu. Hễ còn nói năng, còn hành động,
còn đứng đi là còn có nhiều chuyện à. Đó là tôi nói sự thật. Con người mà còn nói năng, còn cử động, còn đứng đi, còn dòm ngó, còn nghe là còn nhiều chuyện à. Như vậy mình bỏ cái chỗ nhiều chuyện, mình cho là nhiều chuyện vì trong đó có mình nhiều chuyện, rồi mình chạy tới cái chỗ nào đó để cho mình sống với những bậc không nhiều chuyện, rồi mình tới đó mình cũng dòm móc, rồi mình cũng đem chuyện ông này, mình nói chuyện ông kia, đem Bồ Tát, đem chuyện Bồ Tát này, nói xấu Bồ Tát kia. Rồi như vậy vô tình cái cõi nước của ta ta bà, ở cái cõi nước cực lạc an vui toàn là bậc thượng thiện nhân đó, rồi vô tình mình tới đó là làm cho mấy ông thượng thiện nhân này á, trở thành hạ nhân hết, rồi cũng đầu với nhau hay là sao? Như vậy cho nên cái kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, mà tại chúng ta không chịu tư duy, không chịu sáng suốt mà suy nghĩ. Như vậy tôi xin khẳng định một lần nữa rằng là nước kia là nước cực lạc, không phải ở hướng mặt trời lặn, mà phải nhớ chân lý của Phật giáo là nhất chân pháp giới, hay là pháp giới bất nhị. Tỳ kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tùy theo cái tâm mình tịnh tới đâu thì cõi Phật tịnh tới đó. Muốn có cõi Phật tịnh thì trước hết cái tâm mình phải tịnh. Cũng như cõi dục, nếu nói rằng cõi dục ở ta bà, tâm mình muốn tới đâu thì cõi dục nó tới đó. Tâm mình muốn cái gì thì cõi dục nó ở đó. Chứ không có cõi dục là cái cõi mà trên mặt đất này, rồi cõi sắc là nó lơ trên, rồi cõi vô sắc nó lửng ở trên mây, không có. Tam giới duy tâm, tam giới đều ở nơi tâm của chúng ta, cho nên mới nói là tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân là vậy. Trong tam giới, lấy cái tâm làm chủ, hay người nào nhận rõ được cái tâm của mình là người đó giải thoát, mà người nào để cho cái tâm mình nó lơ đãng, nó là đà, nó cuốn hút thì cái đó là trầm luân vậy thôi. Cho nên giáo lý đạo Phật rất rõ ràng. Trước sau, dầu mà có ai đó kề dao vào cổ, kề súng vào lỗ tai, bảo tôi nói khác hơn, tôi cũng không nói được. Dầu tôi nói mà xương tôi có khô, thịt tôi có teo, tôi vẫn nói như vậy, tôi không thể nói khác hơn được. Bởi vì cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều cái đau khổ, và vì cái chuyện mà nói cái chánh pháp mà tôi bị lên bờ xuống ruộng rồi, và tôi đã tới ngày hôm nay không thể nói khác hơn được. Tôi nói thẳng các vị, một khi còn ngồi trên diễn đàn, một khi còn giảng dạy Phật pháp, còn các vị nghe như thế này, thì tôi không thể nói khác hơn được cái chân lý. Mà các vị nên nhớ, cái gì nó không phải là chân lý, cái gì nó mơ hồ thì không phải giáo lý đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo giác, Đức Phật là người giác, mà người giác thì phải nói chân lý chứ không thể nói cái chuyện mơ hồ. Người giác thì phải nói chuyện của người giác, nói chuyện của con người giác, chứ không có nói chuyện ngoài cái của con người. Đó, cho nên tôi khẳng định điều đó, mà chỉ có những người trí thì nghe điều này là tôi biết là chấp nhận vui vẻ. Còn nếu những người kém trí nghe không bằng lòng cũng không sao, thật sự cũng không sao. Tôi cứ nói như vậy để tôi an ủi tôi, mà tôi giữ vững cái lập trường của tôi, mà tôi tuyên lưu chánh pháp. Người không đồng ý cũng không sao. Thậm chí đồ tôn đệ tử tôi, nó nghe tôi nói riết mà nó không dám vô nghe nữa, nó bỏ tôi hết cũng không sao. Cho nên bản thân tôi bây giờ không có đồ tôn, không đệ tử gì hết. Tôi coi như là con người vô hậu, không có đệ tử. Cho nên tôi lập cái di chúc tôi, bây giờ tôi phải đi đánh tiếng Anh, tôi là đánh tiếng Anh để mà tôi trình báo với chính quyền của Mỹ, nhờ luật sư đứng là nữa tôi chết là không có một đầu tôn đệ tử nào đứng ra mà gọi là làm đám ma cho tôi hết. Tôi chết làm gọn. Nếu như Mỹ chấp nhận lấy cái xác này nghiên cứu thì lấy, còn không thì bây giờ trong vòng vừa chết đó thì cứ làm gọn. Nếu mà cái nhà hoàng mà trống ngày nào thì cứ thiêu ngày đó. Bởi vì kẹt là Mỹ, đây là hiến xác, có khi nó không nhận, nó chỉ nhận bộ đầu lòng à. Tôi nói thật các vị, mình sống phải như vậy, phải quyết chí như vậy, quyết chí sống đơn độc, đến một mình, đi một mình. Còn mà lệ thuộc cái thứ đồ tôn đệ tử đó, có tiền, có cái danh vọng đồ thì nó tôn xưng nó sư phụ. Còn cái thứ mà
thứ mà đệ tử mà nó ngỗ nghịch, nó vô nghì, ta nói mồ cha những kẻ vô nghì, dầu cho có nó cũng chẳng làm gì nên thân. Cái thứ mà nó chỉ ăn lặng nhặn lại nhại mấy đồng tiền của mấy bà già mà mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường, thứ mà chỉ tụng được cái giọng kinh cho giỏi là nghĩ là mình tu đó, thứ đó là cái thứ ăn bám của đạo pháp, ăn bám cái ăn đức của đàn na tính thí thôi, chứ cũng chẳng làm lợi ích gì cho nhân quần xã hội. Tụng kinh giỏi không phải là tu, tụng kinh hay du dương rũ rượi cái đó là cái điềm báo để cho góp phần để làm cho Phật pháp suy đồi. Đó là cái luật ghi, trong luật ghi rất là rõ. Cho nên đệ tử tôi mà ông nào mà tụng kinh mà nó rũ rượi quá là tôi hết hồn rồi. Đây là cái điềm báo cho Phật pháp suy đồi. Tụng kinh để có người ta cảm để người ta tu, chứ không phải tụng kinh để cho người ta rũ rượi. Những ông thầy mà đi tụng kinh đám ma mà tụng mà ta khóc mướt, sướt mướt, người ta quỳ người ta lại mà coi như là ta té tới té lui, tưởng đâu là hay đó hả? Đó là cái điềm báo hiệu cái cuộc đời trần lao này khổ đau và không có bậc thánh nhân xuất thế. Cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, đó là cái sự thật. Như vậy tâm an tịnh thì cõi đó là cõi Phật tịnh. Muốn có cõi Phật tịnh thì trước hết phải thanh tịnh tâm mình. Nếu tâm mình không thanh tịnh thì không tìm đâu ra cõi Phật tịnh. Người tâm trạng buồn bã âu sầu thì nhìn đâu cũng dịu dợi buồn bã. Cho nên một nhà thi văn đã nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hay là Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng nói Thuyết Kiều đó, buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh bồm xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong nỗi cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trong gió cuốn mặt dền, ầm ầm tiếng sóng dây quanh dưới ghế ngồi. Đức Phật dạy tiếp, Xá Lợi Phất, như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi. Đông Phương Diệt Hữu A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hàng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thiết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh, Giai Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch nghĩa, này Xá Lợi Phất, nếu ta hiện nay khen ngợi sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà chẳng thể nghĩ bàn. Ở Đông Phương thì có Phật A Xuất Bệ, có Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Còn nhiều chư Phật như số cát sông Hằng. Còn nhiều chư Phật như số cát sông Hằng đều dùng cái tướng lửa rộng dài, trùm khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật, khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này. Tán thán công đức không thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật sở hộ niệm. Kinh A Di Đà còn có tên gọi khác là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Kinh A Di Đà còn có một cái tên gọi khác là như vậy. Cái tướng lửa rộng dài là một trong 32 tướng tốt của Phật. Như vậy cái tướng lửa rộng dài các vị đừng có hiểu là cái tướng nó bự, nó dài, vừa rộng mà vừa dài. Cái lưỡi mình, cái người nào mà cái lưỡi mà nó bự ra là gọi là ta nói ngọng, nói nghịu, nói đớt. Không lẽ ông Phật là ông Phật nói đớt? Như vậy tướng lưỡi rộng dài là nhằm tiêu biểu cho cái giá trị lời nói chân thật của Phật trong 3000 đại thiên thế giới. Tôi thấy có mấy người trời Phật, trời đất sanh ra cũng có nghiệp báo gì đó. Nói chuyện nó coi như là cái lưỡi nó bự cho nên nó cắn cái răng khó nói mà. Khó nói, thậm chí cái mỏ, cái miệng nó muốn méo méo. Coi như là cái tướng nó muốn dị tướng như vậy là khó khăn rồi. Mà huống gì mà nếu như trong kinh mà các vị hiểu kiểu mà tướng lửa rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy là nếu hiểu như vậy là coi như là thế giới này toàn là lưỡi ông Phật không à. Thật không nghe. Rồi vậy là cái lưỡi ông Phật này lên vậy rồi chúng sanh sao thở, sao ở. Cho nên phải giải thích cho nó rõ ràng chỗ này.
đó là Đức Phật, chư Phật gọi là dùng cái tướng lửa rộng dài trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới nói lời thành thật. Và cái tướng lửa này là cái tiêu biểu cho lời nói giá trị chân thật của Phật trong 3.000 đại thiên thế giới. Vì lời của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Đó là lời của chư Phật. Còn lời của ông Tăng thì Tổ sư Quyền Giác nói là quyết định thiết biểu chân Tăng. Lời của ông Tăng còn là chưa ngang hàng được với Phật, có nghĩa là chưa thành tựu được trí tuệ vô lậu giải thoát như Phật, thì ông Tăng đó cũng phải là quyết định thiết. Quyết định đó là nói thẳng, nói một cách là không có quanh co, mà quyết định nói mà không có kiểu như là lương lẹo. Còn lời của Phật thì đầy đủ phẩm hạnh là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Phật Thích Ca nói với Ngài Thái Lợi Phất là ta đang tán thán công đức của Kinh Di Đà về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thì ở cõi phương Đông đó có Phật A Xúc Bệ nè, Phật Tu Di Tướng nè, Phật Đại Tu Di nè, Phật Tu Di Quang nè, Phật Diệu Âm và nhiều chư Phật như thế ở tại nước của mình, mà dùng cái tướng lửa rộng dài trùm 3.000 đại thiên thế giới nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật hộ niệm. Ở đây ta nhận ra một điều nữa là chư Phật. Chư Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, là lời của Phật là lời chân, lời thật, lời nói chân lý, là chân ngữ giả, lời nói Như Lai bảo đảm chắc thật, đúng sự thật, đó là thật ngữ giả, lời nói Như Lai trước sau như một, không thay đổi, không lừa bịp dối trá, là bất dị ngữ giả, lời nói Như Lai không vì danh vọng quyền lợi cho nên không bao giờ nói phỉnh phờ dối gạt, là bất cố ngữ giả. Như vậy thì tại sao như vậy mà chư Phật trong sáu phương, ở trong cái già là nói sáu phương, chư Phật sáu phương phải cũng đồng dùng cái tướng lửa rộng dài mà đều khen ngợi rằng ở cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca nói những điều khó nói, làm những điều khó làm, năng tính chi pháp, làm những cái điều mà nói những cái điều mà không ai dám nói, bởi vì nói không được. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật mà ở cõi Ta Bà mà nói dối gạt thì không, chư Phật trong mười phương không kìa. Nói thiệt đó chứ, nói thiệt, nói rằng ta ở Ta Bà, ta ở cuộc đời ngũ trược ác thế này nè, mà ta thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề như vậy, bây giờ ta nói cho các ngươi biết như vậy, có một thế giới cực lạc như vậy, có Phật A Di Đà như vậy, các ngươi nên nguyện sinh sang để được cái lợi ích như vậy. Như vậy là nguyện sinh sang không có nghĩa là lấy cái hồn bay sang bên đó, mà nguyện sinh sang có nghĩa là lật ngược từ cái đen mờ, những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái si mê, những cái ngã mạn, những cái nghi ngờ, những cái ác kiến, lật ngược nó trở thành vô tham, vô sân, vô si, lật ngược trở lại vô nghi, vô ngã mạn, vô nghi ngờ, vô ác kiến. Thì như vậy từ cái tham sân si kia gọi là đen mờ, lật ngược nó trở lại vậy, thế là có tịnh độ, có Phật A Di Đà hiện hữu kỳ tiền. Như vậy Di Đà, Thích Ca không hề khác, và không chẳng những Di Đà, Thích Ca mà Dược Sư hay là Đa Bảo hay là Bảo Tích hay là chư Phật trong mười phương cũng đồng một thể không hề khác. Tên đức hiệu thì có khác nhau, tên đức hiệu thì có Di Đà, Quan Âm, Thích Ca, rồi Đa Bảo vân vân, nhưng mà về bản thể đã là Phật rồi thì không có một cái riêng. Trời ơi, học Đại Thừa, học tư tưởng Liễu Nghĩa đã như vậy đó các vị. Đã là Phật rồi không có cái riêng. Đã là Phật thì khen là khen thật, khen chắc thật chứ không có khen giả. Còn chúng sanh mình á, thí dụ như nói, nghe ông thầy đó giỏi lắm, có đức lắm. Tôi cũng chấp nhận bà, ông thầy đó ông cũng giỏi lắm, có đức đó. Nhưng mà, chúng sanh nó có cái chữ nhưng mà ở trong đó. Còn chư Phật không có, đúng, Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này tu cái việc khó tu, nhẫn cái việc khó nhẫn, làm được những cái việc khó làm, nói những cái điều khó nói, đúng như vậy. Người ta xác tính như vậy, người ta nói lời chân thật như vậy, cái đó là gọi là quán trường thiệt tướng, biến phố tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thiệt ngôn.
Còn chúng sanh mình sở dĩ không có quảng trường thiệt tước, mà cái lưỡi của mình á, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không dành nó méo tứ tung. Cái lưỡi của mình á, cho nên nó tạo đủ thứ đau khổ là tại vì mình không có quảng trường thiệt tước, mà mình hay có cái chữ nhưng mà ở trong đó. Tôi nói vậy các vị thấy đúng không? Nó là chân thật đó, đó là tôi nói thật đó. Ai mà được khen á, mình nghe lọt cái lỗ tai mình á, mình cũng ok đúng, ông đó tôi cũng ok đó, nhưng mà trong tại vì mình cũng muốn dành cho cái gì của người ta cho nó phải có thuộc của mình. Luôn lúc nào mình cũng sợ người ta là hơn mình đó, cho nên mình phải có nhưng mà ở trong đó. Tôi cũng như vậy thôi chứ tôi cũng không khác các vị. Đã là ở trần đời, đã là còn mấy cái nghiệp phàm phu thì mình có cái bệnh đó đó. Là cái bệnh đó mình bây giờ cái chỗ đó mình nói ra để mình biết, để mình đoạn trừ, mình tu đó. Ví dụ như tôi đang khen Phật tử Diệu Đức. Diệu Đức là một người Phật tử rất là có cái tâm. Cái rồi cái người tôi khen đó, cái rồi cái người kia nghe, đúng, chị đó có tâm lắm mà, chỉ lo tu lắm mà. Nhưng mà cũng phải có chữ nhưng mà trong cái, nhưng mà cái gì đó, rồi bắt đầu mình môi ra. Mình môi một cái gì đó mà cho nó có một cái để mình nhưng mà ở trong mới được. Cuộc đời này nó vậy đó các gì. Vì cái chữ nhưng mà đó đó, mà nó khổ hết cái triền miên, nó làm cho con người mình mà không có cái lòng tin lẫn nhau, không có sự kính mến lẫn nhau một cái chân thành, mà mình chơi gọi là chơi điểu lẫn nhau. Cho nên vì vậy mà người xưa có nói đó, nhân thân hữu thiết tam phân thội, cái gì đó, cái gì quên rồi, cái gì mà mình chơi với bạn á, mình đừng có nói hết ba phần, mình nói hai phần thôi, mình chừa lại một phần, ngừa phòng bất trắc. Mình chơi á, như tôi á, thật sự tôi có cái bệnh tôi cũng lớn lắm. Tôi mà tôi quý ai rồi á, cái gì tôi cũng nói thiệt hết trơn á. Tôi nói thiệt cái này nó xem thường, mình thì mình chân thành. Mình chân thành, mình nói thiệt. Mình đã mình coi người ta là người thân thì như người nhà, như máu mủ của mình thì mình cái gì mình tâm sự nó xem thường. Rồi cái người đời các chị chơi với bạn cũng vậy. Mình chơi mình hết lòng, mình tha thiết. Nhưng mà rồi á, khổ lắm, thân nó sẽ thành thù. Cho nên tôi nói hoài à, con trâu con bò nó ăn trên đồng cỏ, nó là khác chủ khác chuồng. Mà nó ăn chung đồng cỏ là nó nhập bầy. Ngược lại con người mình á, là con người có lý trí. Nhưng mà hãy mà làm việc chung với nhau á, là trước sau gì thì cũng chơi nhau. Cho nên nhiều khi con người mình nó còn tệ lậu là như vậy. Vì vậy mà người ta mới nói là câu gì? Bất phả hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm. Cọp ở trên non ba miệng mà ta không sợ, mà ta sợ con người một mặt hai lòng. Mà nếu là Phật tử, là tín đồ mà có tánh như vậy thì không phải là tín đồ Phật tử. Cho nên ngày nay ông sư đệ tôi, ông nói mà tôi nghe mà bây giờ là tôi cũng cảm thấy thương ông. Tại vì tôi hay khoe với ông là tôi nói sư đệ biết không, tuy rằng sư huynh mang tai mang tiếng, sư huynh bị người ta đánh phá vậy, chứ bây giờ sư huynh mừng lắm. Xung quanh sư huynh bây giờ toàn là những người trí thức, những bác sĩ đồ, nghe đạo đồ mừng lắm. Sư đệ tôi cũng chơi tôi, nhưng mà tôi nghĩ lúc đó tôi giận, nhưng bây giờ tôi thấy trúng. Ông nói huynh à, cái thứ mà Phật tử mà nó chưa biết gì vậy, còn dễ độ nghe huynh. Còn cái thứ mà nó biết chút chút rồi, cái thứ đó là trần ăn trăng quấn trời đánh thánh đâm khó độ, và thiệt đúng thiệt các vị. Thà không biết gì dễ độ nghe. Cái thứ mà nó biết chút ỉn rồi, chút ít rồi, một cái nó khó độ, vô cùng khó độ. Bởi vì nó nói toàn là ngũ uẩn dây không không à. Nó nói nào là trên trời không à, cho nên độ không được. Mình nói một rồi nó leo theo hai, nó nói theo cái kiểu nó hiểu, nó làm như là nó thuộc hết tam tạng kinh điển vậy đó. Nhưng mà đụng chuyện một cái đó là nó phản đòn, nó phản phé, nó phản công, nó phản kích, nó phản đối. Đó là sự thật, tôi nói đây là sự thật hết chứ tôi không có nói nặng nề ai hết đó. Các Phật tử trí thức nghe sự thật, rồi các thầy trẻ nghe đi, rồi để mà chuẩn bị cái tư tưởng hành đạo. Đừng ham. Đó, cho nên tôi nói ra nói sự thật. Bất phả hổ sanh tam cá khẩu,
chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm. Cọp ở trên non ba miệng mà ta không sợ, mà ta sợ con người một mặt hai lòng. Ghê lắm đó cuộc đời. Vì vậy mà tôi trở lại vấn đề nói lời thành thật hay là tướng lửa rộng dài, có nghĩa là lời nói chắc thật, lời nói bảo đảm, lời nói không có dối gạt phỉnh phờ, lời nói không vì quyền lợi, lời nói không vì danh vọng, lời nói không vì cái riêng. Cho nên vì vậy mà chư Phật được cái tôn xưng là quảng trường thiệt tướng. Quảng trường thiệt tướng là tướng lưỡi rộng dài. Mà quảng trường thiệt tướng này chẳng những mà không phải cái cõi ta bà không, mà biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Tuyệt vời không các vị? Học kinh mà nếu các vị đúng là cái người tìm hiểu nghiên cứu kinh mà gặp những người nói vậy mới đã. Nhưng mà cái kẻ nào nói chấp là nó nghe tôi nói, nó nói con cha thầy chùa, nó nói giống chửi lộn. Nó chửi tôi liền, thầy chùa gì mà còn sân si. Ngàn ơi có chua vô lòng tôi sao biết tôi sân si. Ở trong bụng mà chưa biết cái bụng người ta cái gì ở trong, đừng nói chi mà không ở trong bụng. Sân thế nào gọi là sân? Thế nào gọi là si? Cho nên cái thế gian này cái gì nó nói cũng được. Nó nói cũng được. Mà nếu mình chạy theo cái miệng mồm của thế gian, những cái thứ phàm phu tục tử thì mình ngu giống nó thôi. Vì vậy mà các vị giữ lương tâm lương tri của mình. Mình sống đúng, mình sống tốt đời, mình sống đẹp đạo. Mình sống cái lương tâm mình nó không cắn rứt. Còn thế gian trần đời này muốn nói gì nói. Muốn nói gì nói. Nói tốt cũng được, nói xấu cũng được, khen cũng được, chê cũng được. Tất cả đều là hư ảo hết. Đức Thế Tôn ngày xưa các vị nhớ là khí trân bảo, khí quốc thành, khí xê no, khí vương vị, viên thành đại giác, thiết hàng sa diệu pháp, bạc tế mê lưng mà. Hiện tại cuộc đời này Thế Tôn bỏ ngọc ngà, châu báu, bỏ vợ, bỏ quốc thành, bỏ vương, bỏ con, bỏ ngôi vị, để viên thành bạc đại giác, nói hàng sa diệu pháp, nhổ cái gốc mê muội trầm luân. Như Lai buông bỏ hết rồi, đâu còn cái gì mà lý do nào mà Như Lai nói dối. Cho nên lời nói Như Lai là bảo đảm giá trị 3.000 đại thiên thế giới là như vậy. Như vậy Phật nói rằng không chẳng những ta, mà còn chư Phật ở các phương, nhiều vô số cũng khen ngợi kinh này và được tất cả chư Phật hộ niệm. Đúng như vậy. Những ai mà kính tin kinh này, mà trao đổi, mà trao dồi, mà sửa chữa những quan niệm sai lầm, diệt hết những tham vọng, những tình cảm chấp mắc khổ đau, có căn lành, có phước đức, có nhân duyên rộng lớn, dứt trừ được kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, tu tập ngũ căn, ngũ lực, tu tập hắc bồ đề phần, thực hành bát chánh đạo, vượt qua khổ đau, thì còn đâu mà vướng bận ta bà. Thì có lý do nào mà không được sinh sang cực lạc, mà không được chư Phật hộ niệm đâu. Thôi tới nhiêu đó nghĩ. Tuyệt vời quá. Nhiêu đó nghĩ là vừa rồi. Thì sao học tiếp? Bởi học kinh nó đã gì đó các vị nghe. Nó gì cái là tôi bằng lòng. Bài giảng tôi nhiêu đó là tôi Phật cảm thấy tôi bằng lòng. Là vui rồi đó. Tới đó nghĩ.